Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước Harley Davidson Spain America 2021 chuẩn bị ra mắt thị trường Việt Nam. Spain America 2021 là cái mẫu F-Future đầu tiên trong lịch sử hành trình và phát triển thị xe mô tô đến từ Mỹ sẽ chính thức được ra mắt toàn cầu vào ngày 22 tháng 2 năm 2021 và sẽ sớm có mặt tại thị trường Việt Nam trong cái quý 2 năm 2021. Vốn đã rất thành công trên trường xe phân khối lớn trong nước nói riêng và toàn thế giới nói chung bằng cách dòng sóng cruiser khỏe khoắn, bề thế cùng với một thức âm thanh quy lực ở phần động cơ không thể lẫn vào được. Từ đó Harley Davidson đã đặt mục tiêu tạo những cái đà tiếp bước chinh phục phân khúc dành cho những khách hàng mới. Cách đây gần 3 năm, Harley Davidson đã từng úp mở về phiên bản là Spain America dưới một phiên bản là cơm xe vào năm là 2009. Kể từ đó, chủ điệu của thương hiệu này cũng đứng ngồi không yên trước thông tin này. Lần đầu tiên trong lịch sử của nhà Harley Davidson, phân khúc Adventure được chú tâm và tạo nên những bước ngoặt lịch sử chưa từng có. Các thông số ấn tượng của phiên bản là Spain America 2021 hiện tại vẫn còn ẩn số. Thông tin được biết đến duy nhất đó chính là phiên bản Spain America 2021 sẽ được trang bị cho mình một khối động cơ V-Twin Revolution 1250cc. Đây chính là cái động cơ hoàn toàn mới. Ngoài ra, Spain America 2021 còn được trang bị cho mình phụ trước dạng là hành trình ngược, tức là upside down, phụ xa là môi sóc, màn hình điện tử cỡ lớn ở phía đầu xe, cái đèn LED thời mới nhất và ấn tượng nhất vẫn chính là cái cặp bánh dài mang đậm phong cách đặc trưng chờ đi cùng với cặp vành nan hoa cực kỳ đẹp mắt. Harley Davidson Spain America 2021 sẽ chính thức ra mắt dưới dạng là trực tuyến vào ngày 22 tháng 2 năm 2021. Bên cạnh đó thì hãng Harley Davidson đã nói về cái chiếc là Spain America 2021 sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam trong cái quý 2 năm 2021. Hiện tại thì Harley Davidson Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc xe với nhiều ưu đãi để hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.